Dịch Dương và những lần báo hàng du mục, hết ăn không còn hàng để test thì xém nữa cắt tóc của mẹ. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Nó kép, nó cắt một cái lên tận ngọn luôn mọi người. Nó mà đưa cái kéo lên đỉnh đầu của mình, nó cắt luôn hết trời. Dương nó ăn hết sản phẩm của nhãn hàng rồi mọi người. Hàng còn chưa like nữa, Dương nó ăn hết trơn rồi. Nó ăn hết trơn cái mấy cái chân gà rút xương rồi mấy bà bây giờ hết trơn, còn đâu còn bao nhiêu nữa đâu. Cô nãy vừa mới nói với nó là Thanh Long còn mỗi hai hộp thôi, đừng ăn nữa nha con. Trời ơi, rồi nó ăn hết luôn rồi. Nani Dịch Dương không báo là đời không nể, cứ sơ hở là tặng cho gì một bất ngờ. Trong một livestream, hàng du mục nhờ test thử máy sấy, đúng ra cậu nhóc sẽ cầm máy và sấy tóc cho nữ TikToker, nhưng kết quả khiến hàng la thất thanh khi Dịch Dương lại cầm cây kéo đưa vào tóc cô. Báo không ai bằng, mái tóc của dì bao người mơ ước, cộng đồng mạng cho rằng lỡ tay một cái là dì cho đi tập huấn quân đội nữa chứ đùa. Mỗi lần livestream là Dịch Dương rất hay ăn đồ mà hàng du mục bán. Cái nết ăn của cậu nhóc khiến nữ TikToker nhiều lần phải than vãn, đặc biệt khi ăn hết Dịch Dương còn đổ thừa cho hàng du mục chứ không phải bản thân. Có khi ăn hết hàng hàng du mục còn chưa kịp lai bán thì Dịch Dương đã xử hết. Ôi là trời quá trời, thì Dịch Dương rồi nó ăn muốn hết rồi. Anh hai nó ngồi nó mép đó mọi người. Anh hai nó kêu là hả? Con kêu nó đừng ăn, bảo cứ ăn. Khả năng là lai hôm nay nữa thôi là ngày mai không có đồ lai nữa đâu. Dịch Dương nó ăn hết rồi, còn đúng một bịch tiêu đen cuối cùng. Ai chửi mắng thì ta giả đi. Hoặc vào phụ lai thì làm rất đồ, vào bếp thì làm đổ ly nước cam. Bên cạnh đó, cậu nhóc còn là rất đồ hàng bán từ trên cao xuống, nhưng may mắn món hàng đó không bị vỡ gì. Thằng Dịch Dương nó làm rớt cái này từ trên tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Nó báo tới rồi đó mọi người, nó báo nữa rồi đó mọi người. Có lần thì Dịch Dương ngồi trên xe của em trai, cái kết là chiếc xe phát ra tiếng động của sự tan nát. Trời ơi, Dịch Dương ơi, Dịch Dương. Rồi cái tin xác như vậy mà ngồi lên xe của thằng cô ca và cả cái xe thằng nhỏ. Trời ơi là trời, cả cái xe thằng nhỏ. Hàng du mục ngồi livestream mà thấy cảnh này cũng bỏ live tạm thời vì quá bất lực với Dịch Dương. Có cái đít nó nè, có cái đít nó nè, ngồi lên cái xe thằng cô ca rồi ngày mai thằng cô ca nó gào cái bụng nó lên. Lần nào like không có đồ ăn thì cứ phá hàng du mục. Cái miệng không được hoạt động thì cái tay đi báo người khác. Sản phẩm mà các bạn kết hợp với hỗ trợ để bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Dù rất hay báo nhưng không thể phủ nhận Dịch Dương là cánh tay đắc lực của nữ TikToker. Hàng du mục đã tìm người dạy tiếng Việt cho cậu nhóc và tương lai sẽ thường về Việt Nam để phụ giúp công việc với cô. Dịch Dương là con trai riêng của chồng hàng du mục, nếu không đi học thì cậu nhóc sẽ phụ gì bán hàng. Tính có hơi ăn nhiều nhưng vẫn rất siêng năng và chăm chỉ làm việc, biết lúc nào ăn lúc nào làm. Trong một livestream thì hàng du mục cho hay, mỗi tháng cô sẽ trả Dịch Dương 5.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 17 triệu đồng tiền Việt. Dương mới vào nghề cho nên là vẫn đang học việc. Đó, một tháng 5.000 đấy mọi người ơi. Hàng du mục vẫn sinh sống trong ngôi nhà tại Quảng Châu, Trung Quốc sau những ồn ào. Nữ TikToker được khen là một người giỏi giang, không chỉ trong việc bán hàng mà kể cả trình độ. Theo những thông tin lan truyền thì cô từng du học Pháp với chuyên ngành sinh học và sinh thái học ở Đại học Toulouse. Có lẽ vì thế, ngoại ngữ của cô nàng cũng khá tốt. Hàng du mục cũng được khen về cách sống. Dù cô và ông xã có chuyện gì thì nữ TikToker vẫn đối xử tốt với hai con riêng của chồng. Còn bạn thấy sao về việc Dịch Dương báo hàng du mục? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!